Dòng dã 14 tháng, xung đột Nga-Ukraine vẫn còn nhiều ẩn số khó đoán. Sức mạnh của tên lửa vác vai Prim-92 Stinger mà Latvia sắp chuyển giao cho Ukraine là gì? Theo Anh Quốc, Nga đang kêu gọi những người đàn ông đích thực trong chiến dịch tuyển quân mới. Ukraine cho hay Nga không thể lấp đầy kho tên lửa đã phóng dù chỉ 1 phần 3. Foreign Policy nhận định Ukraine sẽ gặp trở ngại trong việc sử dụng xe tăng Leopard. Vì sao như vậy? Theo truyền thông, lãnh đạo quân đội Nga muốn phòng thủ nhưng không thuyết phục được Tổng thống Putin. Con trai của người phát ngôn Điện Kremlin chia sẻ 6 tháng chiến đấu cùng Wagner ở Ukraine. Ở diễn biến khác, Đan Mạch rút chuyên gia quân sự khỏi Syria, Iraq để đối phó mối đe dọa gần biên giới. Theo khảo sát mới nhất, khoảng 60% người trẻ tuổi Hàn Quốc nói không cần thiết thống nhất với Triều Tiên. Hàng trăm người tuần hành ở miền Nam nước Pháp được phản đối đường cao tốc mới hàng chục người biểu tình ở Milan, Ý ủng hộ gấu cái vô chết người. Theo CCTV, người dân Nhật Bản gánh áp lực do giá hàng hóa tăng cao. Nga tuyên bố loại bỏ euro và đô la khi giao thương lĩnh vực năng lượng. Một số tin tức giải trí khác, gặp gỡ chú chó robot bảo trì hệ thống tàu điện gần Paris. Ngắm nhìn màn trình diễn drone trên đấu trường La Mã, thì ý tranh vé đăng cai World Expo 2030. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình tin quốc tế phát sóng ngày 24 tháng 4. Thưa quý vị, theo trang tin quân sự min.in.ua, Latvia đã quyết định chuyển giao cho Ukraine tất cả các hệ thống tên lửa phòng không vắc vai phim 92 Stinger mà quân đội nước Baltic đang sử dụng. Vậy sức mạnh của tên lửa này như thế nào? Mời quý vị theo dõi phần tin ngay sau đây. Tuyên bố cung cấp hệ thống tên lửa được Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Inara Munishi đưa ra. Latvia đã phản đối yêu cầu của Ukraine và quyết định chuyển giao toàn bộ kho tên lửa Stinger mà chúng tôi có. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để việc chuyển giao diễn ra nhanh nhất có thể. Trang quân sự min.in.ua dẫn lời Bộ trưởng Munich cho hay. Ngoài ra, Latvia tiếp tục triển khai chương trình huấn luyện cho binh sĩ Ukraine. Latvia trước đây đã lên kế hoạch tăng gấp đôi binh sĩ được huấn luyện trong năm 2023 so với năm ngoái. Bây giờ, Latvia có thể sẽ huấn luyện nhiều binh sĩ hơn cho lực lượng vũ trang Ukraine ở nhiều cấp độ khác nhau, Tôi tin rằng vào cuối năm nay, Latvia sẽ huấn luyện gần 3.000 binh sĩ Ukraine, Bộ trưởng Munish nói. Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh Latvia cùng các đồng minh đang thực hiện sáng kiến mới nhằm huấn luyện các binh sĩ của Ukraine. Theo minch.in.ua, hệ thống tên lửa phòng không đất đối không Frims 92 Stinger được sản xuất bởi các công ty Mỹ General Dynamics và Raytheon Technology. Mục đích chính của vũ khí là tiêu diệt các mục tiêu như trực thăng, máy bay không người lái, tên lửa hành trình ở chế độ đối diện và truy đuổi phạm vi tấn công mục tiêu khoảng 5 km. Phim 92 Stinger sử dụng hệ thống dẫn đường bằng tia hồng ngoại để trang bị chế độ phân biệt bạn thù. Theo Wall Street Journal, Stinger có tỷ lệ bắn trúng tới 80%. Theo Sky News ngày 23 tháng 4, bản cập nhật mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh về xung đột ở Ukraine lưu ý rằng Nga đã phát động một đợt tuyển quân dự bị mới. Báo cáo cho hay là Moscow đang tiến hành chiến dịch trên các phương tiện truyền thông xã hội, quảng cáo và truyền hình Nga. Bộ Quốc phòng Anh nhận định các thông báo tuyển quân kêu gọi người đàn ông đích thực ở Nga thể hiện bản thân, đồng thời cũng nhắc đến lợi ích khi đăng ký. Nhưng theo báo cáo của London, chiến dịch tuyển quân khó có thể thu hút được 400.000 lính dự bị như mục tiêu đưa ra của Moscow. Kể từ khi việc tuyển mộ tù nhân bị dừng lại, công ty quân sự tư nhân Warner cũng đang cạnh tranh để giành được số nam giới trong độ tuổi chiến đấu của Nga. Các nhà chức trách gần như đang tìm cách trì hoãn bất kỳ cuộc huy động quân mới nào để giảm thiểu phản ứng bất đồng trong nước. Guardian trích bản cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh cho hay. Thưa quý vị, vào mùa thu và mùa đông của năm ngoái, Nga đã phóng một số lượng lớn tên lửa vào Ukraine. Do đó, Moscow sẽ không thể lấp đầy kho tên lửa đã phóng, dù chỉ một phần ba số đó trước mùa thu năm nay. Nhận định được ông Yuri Inat, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, đưa ra ngày 23 tháng 4 theo Ukinform. Quá trình sản xuất mất khá nhiều thời gian và không dễ tiến hành song do điều kiện của các biện pháp trừng phạt. Do đó, Nga sẽ không thể tích lũy dù chỉ một phần ba số tên lửa đã phóng trước mùa thu này, ông Inat lưu ý. Ông gợi ý rằng Nga sẽ cố gắng lấy một số hệ thống bổ sung từ các quốc gia khác. Người phát ngôn nhấn mạnh họ có thể bổ sung phần nào dự trữ tên lửa, nhưng sẽ không sở hữu số tên lửa mà họ đã tích lũy trong nhiều thập kỷ. Như Ukinform đã đưa tin trước đó, quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công kể từ đầu mùa xuân. Hiện phía Nga chưa bình luận về tuyên bố trên. Thưa quý vị, Đài Ati cho hay Ukraine đã nhận được các xe tăng Leopard từ 8 quốc gia phương Tây. Tuy nhiên, Ukraine có thể buộc phải mua đạn từ nhiều nguồn bởi các phương tiện do 8 quốc gia cung cấp không đồng nhất về loại đạn sử dụng. Đài RT ngày 22 tháng 4, trích bài viết của trang tin Foreign Policy cho biết xe tăng Leopard viện trợ cho Kiev đến từ 8 quốc gia và sử dụng các loại đạn khác nhau, do đó Ukraine sẽ không thể mua đủ hết đạn chỉ với một hợp đồng. Theo Foreign Policy, Ukraine cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không hiện đại, theo đó, các hệ thống phòng vệ chỉ đủ để sử dụng cho vài thành phố. Ngoài ra, hệ thống tên lửa Hawk do Mỹ cung cấp đã được vận chuyển đi mà không có radar. Những khiếm khuyết này được cho là đang cản trở kế hoạch phản công mùa xuân của Kiev và gây ra sự bất mãn trong giới lãnh đạo Ukraine. Vào đầu tuần, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Alexei Danilov, cho rằng những quốc gia ủng hộ Ukraine đã không làm theo cam kết. Ukraine không thể nào phản công nếu chưa được chuẩn bị đầy đủ. Một nghị sĩ Ukraine cho biết kế hoạch phản công dự kiến bắt đầu vào tháng 4, nhưng đang phải trì hoãn vô thời hạn bởi thiếu hụt khí tài. Theo New York Times, các quan chức Mỹ ước tính 253 xe tăng là số lượng khí tài đủ để Kiev phản công. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 2, Kiev mới nhận được 200 chiếc. New York Times cũng cho rằng Mỹ và các đồng minh đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu về đạn pháo cho Ukraine. Cũng nói về xung đột ở Đông Âu, thưa quý vị, các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK tin rằng Bộ Chỉ huy quân sự Nga đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Putin bỏ thế tấn công và chuyển sang phòng thủ, nhưng không dám nêu rõ quan điểm với Tổng thống Nga. Hãng tin Ukrainska Pravda hôm 23 tháng 4 trích báo cáo của ISVK cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga tướng Valery Gerasimov tỏ ra thận trọng trước mối đe dọa từ cuộc phản công của Ukraine, nhưng vẫn tiếp tục gửi các quân nhân hợp đồng để tấn công theo lệnh của Tổng thống Putin. Theo ISW, Tổng thống Putin đang coi trọng lòng trung thành hơn năng lực. Có thể đây là yếu tố khiến cả Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Nga vẫn tiếp tục tấn công thay vì tập trung phòng thủ. Việc Nga tiếp tục tấn công ở miền đông Ukraine cho thấy quan điểm chuyển từ tấn công sang phòng thủ không thuyết phục được Tổng thống Putin. ISV nhận định được biết một số người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Nga cho hay, Điện Kremlin đã thông báo về nỗ lực tuyển dụng 400.000 binh sĩ hợp đồng để đảm bảo đủ quân số bảo vệ và chốt chặn khắp các mặt trận tại Ukraine. Vào lúc này, Bộ Chỉ huy quân sự Nga đang triển khai lại các lính nghĩa vụ để bảo vệ Crimea, đồng thời bổ sung nhân sự mới để chấn giữ khi cuộc phản công của Ukraine cận kề. Những câu chuyện về chiến trường luôn chứa đựng nhiều thông tin bất ngờ. Theo ATI, con trai cả của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã kể về những ngày tháng chiến đấu cùng nhóm chiến binh quân sự Wagner trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Anh Nikolai Peskov, 33 tuổi, chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Komsomolskaya Pravda được công bố vào ngày 22 tháng 4. Nikolai gần đây đã hoàn thành hợp đồng 6 tháng với nhóm Wagner tại chiến trường. Anh tham gia điều khiển hệ thống phóng tên lửa đa nòng BM-27 urogan 220 ly. Anh tiết lộ việc tham gia với nhóm Wagner là quyết định của bản thân và anh được cả gia đình ủng hộ. Cha anh, người phát ngôn điện Kremlin khẳng định đó là điều đúng đắn phải làm. Tôi coi đó là nghĩa vụ của mình, tôi phải tham gia, không thể ngồi nhìn bạn bè và người khác đến Ukraine, anh nói với tờ báo. Nikolai đã đăng ký làm thành viên Wagner với họ giả, để các đồng đội không biết về gia đình của anh. Nikolai từ chối tiết lộ bí danh, nhấn mạnh anh có thể cần đến nó trong tương lai, dường như ám chỉ về khả năng tái nhập ngũ. Anh cũng chia sẻ nhóm của anh khá bận rộn, phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ ở tuyến đầu. Tuy nhiên anh không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về hoạt động của nhóm chiến binh. Việc Nikolai tham gia Warner lần đầu được tiết lộ bởi ông trùm Yevgeny Prigozhin hồi thứ sáu tuần trước. Ông Prigozhin nói rằng một trong những người con của ông Dmitry Peskov đã phục vụ cùng nhóm với tư cách là một lính pháo binh. Ngay khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng, Nikolai đã bị bị trừng phạt. Sau đó một số đồng minh của Washington cũng áp lệnh hạn chế lên anh ta. Thưa quý vị, vụ dò dỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc gần đây đã khiến xôn xao dư luận quốc tế. Một chuyên gia nói với TASS, sự cố là bằng chứng cho thấy Mỹ coi quân đội Ukraine như một quân cờ trong cuộc chiến ủy nhiệm và khiến các đồng minh của Washington gặp rủi ro. Những dò dỉ này tiết lộ quyền kiểm soát tình hình quân sự thực tế ở Ukraine khiến Kiev trông giống một con tốt trong cuộc chiến ủy nhiệm. Trong khi đó, việc Mỹ liên tục do thám các đồng minh chắc chắn sẽ ngày càng làm xói mòn niềm tin hợp tác với Mỹ. TASS ngày 23 tháng 4 dẫn lời người sáng lập Viện Schiller Bà Hanga Dreplaroucher, chuyên gia nhấn mạnh, vấn đề thực sự đáng lo ngại là đánh giá về cơ hội chiến thắng của Ukraine. Nếu quân đội Mỹ bi quan về khả năng chiến thắng của Kiev, nhưng cố tình đánh lạc hướng thì không chỉ người dân Ukraine phải hy sinh mà các đồng minh cũng bị lôi kéo vào một cuộc chiến khốc liệt. Theo bà, chính sách gửi nhiều vũ khí hạng nặng sẽ khiến chúng trở thành mục tiêu và làm xung đột leo thang. Các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và vũ khí hóa đồng đô la đang hoàn toàn phản tác dụng. Quá trình phi đô la hóa đang được tiến hành đầy đủ. Và cuộc chiến thông tin cũng thất bại khi toàn bộ Nam Bán Cầu không tin vào câu chuyện của Mỹ nữa, chuyên gia kết luận. Chuyển sang các diễn biến đáng chú ý khác, thưa quý vị, Sputnik ngày 22 tháng 4 dẫn lời Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo là nước này đã quyết định rút tất cả các chuyên gia quân sự ở Iraq và Syria nhằm đối phó với các mối đe dọa ở gần biên giới. Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết trong một tuyên bố rằng hiện chúng tôi đang rút đơn vị về Đan Mạch một phần vì số tay súng nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq đã suy giảm. Chúng tôi không cần đóng góp như trước đây. Và một phần vì chúng tôi cần khôi phục sức mạnh chiến đấu để chống lại các mối đe dọa tiềm tàng ở vùng lân cận quốc gia. Cũng theo tuyên bố, các chuyên gia Đan Mạch đã có mặt trên lãnh thổ Syria và Iraq từ năm 2016, đồng thời cho biết các quân nhân làm việc trong lĩnh vực phòng không. Theo John ngày 23 tháng 4, khoảng 60% người Hàn Quốc ở độ tuổi 20 và 30 cho biết việc thống nhất với Triều Tiên là không cần thiết. Số liệu được đưa ra trong một cuộc khảo sát vừa được công bố giữa lúc bế tắc kéo dài trong quan hệ liên triều và các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa. Theo cuộc thăm dò, 61% người dân ở độ tuổi 20 và 30 nói rằng việc thống nhất với Triều Tiên là không thực sự cần thiết. Trong khi đó, 24% còn lại cho rằng việc thống nhất là hoàn toàn cần thiết. Ngoài ra, 91% trong số những người được hỏi có quan điểm bất lợi về Trung Quốc và 88% có quan điểm bất lợi về Triều Tiên. Ngược lại, 67% có cái nhìn tiện cảm về Hoa Kỳ, 63% có cái nhìn thiện cảm về Nhật Bản. Cuộc khảo sát diễn ra trên 1.001 người do công ty tham dò ý kiến Copra thực hiện từ ngày 13 đến 18 tháng 4, có sai số 3,1 điểm phần trăm. Theo John Hap, Triều Tiên đã làm gia tăng căng thẳng khu vực khi thực hiện một loạt các vụ thử vũ khí, bao gồm cả vụ phóng gần đây mà Bình Nhưỡng tuyên bố là tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn Hoa Sơn 18. Đài CCTV ngày 23 tháng 4 cho hay Hải quân Trung Quốc đã không ngừng nâng cao khả năng chiến đấu bằng cách đưa vào hoạt động các tàu chiến tối tân hơn và tăng cường các khóa huấn luyện thực chiến. Được biết ngày 23 tháng 4 đánh dấu kỷ niệm 74 năm thành lập Hải quân Trung Quốc. Trước đó, chuyên hề, tàu khu trục lớp thứ 7, lớp Type 055 10.000 tấn đã lên đường cùng 4 tàu chiến khác ở Biển Đông để tham gia một cuộc tập trận chung với các hoạt động bắn đạn thật, tấn công mục tiêu trên không và phối hợp tàu và máy bay tìm kiếm cứu nạn lớp Type 055 sẽ giúp đội tàu sân bay nâng cao năng lực phòng không tầm xa, chống tên lửa tầm ngắn và chống ngầm. Nó được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ tàu sân bay, tàu chiến Type 055 có phạm vi phát hiện và tấn công rất xa, đồng thời được trang bị một số lượng lớn tên lửa, có thể cung cấp khả năng bảo vệ tầm xa hiệu quả cho tàu sân bay, Harbo, một quan chức Trung Quốc cho hay. Trong thập kỷ qua, các tàu chiến thế hệ mới nội địa Trung Quốc lần lượt được đưa vào biên chế, nâng cao đáng kể khả năng tác chiến của đội hình tàu sân bay, đồng thời thúc đẩy quá trình hiện đại hóa hệ thống trang bị của quân đội theo CCTV, lực lượng hải quân Trung Quốc đang xây dựng sức mạnh áp đảo để giải quyết các thách thức thế giới đang gia tăng. Như video được CCTV công bố, sau mệnh lệnh của chỉ huy, hai máy bay chiến đấu của lữ đoàn hàng không hải quân lần lượt cất cánh để theo dõi, giám sát máy bay nước ngoài được phát hiện. Trước điều kiện thời tiết, các phi công phải điều chỉnh nhiều lần tư thế bay và đảm bảo mục tiêu luôn trong tầm giám sát. Trên tàu sân bay Sơn Đông, đội hỗ trợ chuyến bay đang kiểm tra lần cuối trước khi phóng máy bay chiến đấu từ boong tàu. Sau đó, các tiêm kích J-15 lần lượt cất cánh và thực hiện nhiệm vụ trong vùng trời được chỉ định. Có bây giờ là một số tin tức xã hội kinh tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, một cảnh quay bằng thiết bị bay không người lái cho thấy là hàng chục ngàn người Israel tiếp tục tập trung tại thành phố Tel Aviv vào ngày 22 tháng 4 nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ trước ngày kỷ niệm 75 năm độc lập của Israel. Các kế hoạch đã bị tạm dừng vào tháng trước khi đối mặt với làn sóng đình công và biểu tình rầm rộ. Các cuộc biểu tình đã bước sang tuần thứ 16 liên tiếp. Hoạt động phản đối diễn ra kể từ đầu năm nay khi chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề ra kế hoạch cải cách tư pháp mới, bao gồm dự luật trao cho chính phủ quyền quyết định bầu thẩm phán và dự luật hạn chế thẩm quyền của tòa án tối cao. Chính phủ cho rằng cuộc đại tu là cần thiết để khôi phục sự cân bằng giữa các nhánh trong chính phủ. Tuy nhiên, người dân phản đối tuyên bố các cải cách sẽ loại bỏ các biện pháp kiểm soát và cân bằng quan trọng để đảm bảo một nhà nước dân chủ. Hôm 27 tháng 3, Thủ tướng Netanyahu đã tuyên bố tạm hoãn thúc đẩy kế hoạch cải cách tư pháp để tiến hành tham vấn và đối thoại rộng rãi hơn. Cũng trong ngày 22 tháng 4, hàng trăm người Pháp đã tuần hành phản đối việc xây dựng đường cao tốc giữa xã Castres và thành phố Toulouse. Cuộc biểu tình được một số tổ chức hỗ trợ bao gồm Les de la Terre, cuộc nổi dậy của trái đất theo Reuters. Phát biểu với Đài France Info, hôm 21 tháng 4 Bộ trưởng Nội vụ Pháp Geran Damani nhấn mạnh rằng cuộc biểu tình của người dân ở xã Check, tỉnh Tad đã được cho phép. Hình ảnh Reuters cho thấy nhiều biểu tình vừa chơi nhạc, vừa leo lên biển báo và diễu hành qua các đường phố kêu gọi chấm dứt dự án xây dựng. Theo các nhà hoạt động môi trường, dự án có thể sẽ phá hủy 2.500 cây cối và tác động đến môi trường sống xung quanh. Theo ước tính, với chiều dài 57 km đường cao tốc giữa Catrush và Toulouse sẽ tiết kiệm từ 20 đến 40 phút di chuyển và giảm lưu lượng giao thông trên quốc lộ đi qua các làng. Trong khi đó, truyền thông Ý đưa tin ngày 22 tháng 4, hàng chục người biểu tình mang theo gấu bông đã tập trung tại thành phố Milan để yêu cầu chính quyền tha thứ cho con gấu đã vô chết một vận động viên. Các nhóm bảo vệ động vật đã tập trung tại quảng trường Piazza Kuroshio để ủng hộ con vật. Chính quyền tỉnh Trento ngày 18 tháng 4 cho biết đã bắt gấu cái 17 tuổi sau khi xác định mẫu ADN trên người nạn nhân trùng khớp với con vật. Nạn nhân là Andrea Papi, 26 tuổi, một vận động viên điền kinh, Thi thể anh được tìm thấy vào ngày 6 tháng 4 trong khu rừng ở núi Parle, nơi anh đã chạy bộ. Theo Reuters, con gấu trước đó đã tấn công hai người khác. Sau khi lãnh đạo tỉnh Trento, Maurizio Fugati ra lệnh tiêu diệt gấu cái, một tòa án ngày 14 tháng 4 đã đình chỉ quyết định này giữa lúc vấp phải làn sóng phản đối từ nhóm bảo vệ môi trường và động vật hoang dã. Các thẩm phán sẽ thảo luận về vụ việc trong phiên điều trần ngày 11 tháng 5. Cái chết của vận động viên Papi đã thổi bùng cuộc tranh luận về xung đột giữa con người và động vật hoang dã ở khu vực do EU tài trợ nhằm tăng cường số lượng quần thể gấu đang suy giảm. Hiện có khoảng 100 con gấu ở khu vực Trento và các cuộc chạm trán giữa gấu và người đang trở nên thường xuyên hơn. Còn tại thành phố San Francisco, bang California, nhiều người đã xuống đường biểu tình yêu cầu hành động về biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường khác nhằm hưởng ứng ngày trái đất 22 tháng 4. Hô vang các khẩu hiệu như hãy đứng lên, xuống đường và tham gia phong trào của người dân trong thị trấn. Những người biểu tình cầm biểu ngữ có nội dung tuổi trẻ và ngày tận thế khi họ diễu hành trong thành phố. Theo Reuters, sau đó đám đông khoảng 100 người đã dừng lại để lắng nghe những tuyên bố của các nhà hoạt động môi trường và xem một màn trình diễn khiêu vũ. Để đánh dấu ngày trái đất, các tình nguyện viên ở hàng chục quốc gia cùng bắt tay trồng cây dọn rác và kêu gọi các chính phủ hành động nhiều hơn để chống biến đổi khí hậu. Vấn đề này càng trở nên cấp thiết hơn khi nhiều nhà khoa học cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt và nhiệt độ cao kỷ lục trong năm nay. Thưa quý vị, khi nhiều người dân ở thành phố du lịch Rio de Janeiro vẫn chật vật với cuộc sống mưu sinh, hiểm họa thiên nhiên càng khiến cho họ đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Thế nhưng theo một số thành viên quốc hội Brazil, chính quyền địa phương không làm tròn nhiệm vụ và phân biệt đối xử với những nhóm người này. Một quan chức tại hội đồng bang Rio de Janeiro gọi đây là sự phân biệt đối xử về môi trường. Ông Tani Monter còn cho rằng nhiều thiệt hại về người và của trong mùa mưa đáng lẽ có thể tránh được. Đứng trước các rủi ro, người dân Rio de Janeiro cũng nhận thức được vấn đề. Đầu tháng 3 vừa qua, họ biểu tình dương cao các biểu ngữ. Chúng ta cần nói về nạn phân biệt chủng tộc môi trường. Thiên tai khí hậu thế đủ rồi và lũ lụt thế đủ rồi. Hàng năm chúng tôi đều báo cáo mọi chuyện nhưng có vẻ không ai nghe thấy, không ai chú ý cả. Một người dân địa phương chia sẻ với Reuters. Vào tháng 2 năm nay, những trận mưa lớn đã ập đến phía bắc thành phố Rio de Janeiro. Giữa dòng nước dữ, nhiều người đã mất toàn bộ những gì họ có. Các tòa nhà bị hư hại nặng nề. Theo các nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Lapchaka và Sipo công bố, những người sống ở các khu vực khó khăn thường chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu, nguyên nhân do thiếu các dịch vụ và chương trình công cộng. Vào tháng 2 năm 2022, hơn 200 người đã thiệt mạng do lở đất và lũ lụt ở Petropolis gần Rio de Janeiro. Những người dân nghèo bang chúng tôi thức dậy và đi ngủ với nỗi lo gặp trời mưa lớn. Những điều đáng lẽ không nên xảy ra, một người dân chia sẻ với Reuters. Khắp châu Âu đang chứng kiến hậu quả khủng khiếp của biến đổi khí hậu, bao gồm nước Ý đối diện với nguy cơ hạn hán nghiêm trọng năm thứ hai liên tiếp Mùa đông vừa qua, lượng mưa thấp và tuyết rơi rất ít trên dãy Alper miền Bắc Ý. Điều đó khiến các con sông không có nguồn bổ sung nước. Khi mùa xuân đến, nỗi lo ngại đang bao trùm nước Ý về khả năng tái diễn tình trạng hạn hán giống như năm 2022, năm hạn hán tồi tệ nhất trong 7 thập kỷ. Ông Artilio Fontana, người đứng đầu vùng Lombardy với thành phố thủ phủ Milan, vào tháng trước cho biết là mức lưu trữ nước ở trong vùng chỉ bằng một nửa so với trung bình hàng năm. Codiretti, hiệp hội chính của nông dân Ý cho biết, Ngành nông nghiệp đã thiệt hại khoảng 6 tỷ euro vào năm ngoái và dự đoán 300.000 doanh nghiệp sẽ mất mát nhiều hơn nếu hạn hán không chấm dứt. Các chuyên gia cho rằng người nông dân sẽ cần có mưa không ngừng từ nay cho đến tháng 5 hay tháng 6 khi họ bắt đầu tưới tiêu cho cánh đồng. Vào năm 2022, nước từ các hồ lớn đã giúp giảm bớt tác động của hạn hán. Tuy nhiên, theo chuyên gia Ramona Marno từ CNR, tức Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Ý, nước ở hồ Grada hiện giờ thấp hơn một nửa so với thông thường. Nước ở đây vốn chảy vào sông Po dài nhất quốc gia và hiện giờ mực nước giảm thấp bậc nhất trong 7 thập kỷ. Thủ tướng ý Giorgia Meloni vào tháng trước đã thành lập một cơ quan phụ trách giám sát công suất nước trên toàn quốc và bổ nhiệm một quan chức theo sát vấn đề này. Ở cấp địa phương, chính quyền vùng Lombardy đã yêu cầu các công ty nước và nhà điều hành thủy điện sử dụng tiết kiệm tài nguyên. Báo cáo mới nhất của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của châu Âu dự đoán, lượng mưa ở thung lũng Po sẽ còn thay đổi nhiều hơn trong những năm tới do sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Utility Italia, một liên đoàn các công ty tiện ích cho biết, hạn hán khắc nghiệt sẽ ảnh hưởng đến 6% thị trấn ở Lombardy và Piemonte, với 19 trong số đó đang trải qua tình trạng thiếu nước ở mức độ cao nhất. Liên đoàn cho biết một số thị trấn đã bắt đầu nhận sự hỗ trợ bằng xe bồn. Theo đài CCTV Trung Quốc ngày 22 tháng 4, người tiêu dùng và chủ doanh nghiệp trên khắp Nhật Bản đã phàn nàn về việc giá cả hàng hóa tăng cao khi cuộc sống thường ngày và hoạt động kinh doanh chịu áp lực nặng nề. Trong một báo cáo vào ngày 21 tháng 4, chính phủ Nhật Bản thông báo giá tiêu dùng đã tăng 3,1% trong tháng 3 so với một năm trước đó. Giá thực phẩm tăng tới 8,2%, mức tăng cao nhất trong hơn 46 năm, theo Bộ Đội vụ và Truyền thông Nhật Bản. Ngoài ra, tiền lương thực tế nước này đã giảm tháng thứ 11 liên tiếp kể từ tháng 2, khiến cuộc sống của người dân ngày càng chật vật. Giá các loại thực phẩm đều tăng vọt. Ngay cả việc đi mua hàng tạp hóa cũng khiến tôi thấy khó khăn, một người dân Tokyo chia sẻ với Đài Trung Quốc chúng tôi phải tiết kiệm nhưng thật khó để tiết kiệm được nhiều với tiền mua thực phẩm chưa kể hóa đơn tiền điện và ga tăng vọt một người mua hàng khác nói mặt khác các nhà bán lẻ đang cố gắng hết sức để giảm chi phí và giữ chân khách hàng tất cả các loại chi phí đều tăng lên dẫn đến áp lực về doanh thu ngày càng nghiêm trọng chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp bao gồm siết chặt lợi nhuận để giữ chân khách hàng một nhân viên bán hàng chia sẻ còn bây giờ là một số tin tức kinh tế. Một quan chức cấp cao của Mỹ chia sẻ với truyền thông Trung Quốc ngày 22 tháng 4 rằng người dân Mỹ có thu nhập thấp đang phải gánh các mức thuế bổ sung mà Washington áp đặt lên Trung Quốc. Theo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ-Trung, trung bình một gia đình Mỹ phải chi trả khoảng 1.000 đô la Mỹ. Theo CCTV, vào năm 2018, cựu Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ USTR áp đặt mức thuế bổ sung 100 tỷ đô la đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc. Ông Stephen Orlin, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ-Trung lưu ý, các hộ gia đình có thu nhập thấp ở Mỹ phải gánh việc chi trả cho mức thuế bổ sung đó. Lấy một ví dụ đơn giản để thuế quan, ai thực sự hưởng lợi từ thuế do chính quyền cựu Tổng thống đưa ra? Người thiệt hại lớn nhất là người dân Mỹ có thu nhập thấp. Chúng tôi ước tính trung bình các thuế quan bổ sung khiến một gia đình ở Mỹ mất khoảng 1.000 đô la, ông Olin tuyên bố. Ông lưu ý mặc dù một số nước phương Tây ủng hộ việc tách rời và phá vỡ chuỗi cung ứng và công nghiệp với Trung Quốc, nhưng quốc gia này vẫn cho thấy khả năng phục hồi và là một phần không thể thay thế của chuỗi cung ứng toàn cầu, theo CCTV. Thưa quý vị, hãng tin Financial Times trích dẫn nguồn tin nội bộ cho hay là công ty kiểm toán Deloitte sẽ cắt giảm khoảng 1.200 việc làm, tương đương 1,5% nhân sự tại Mỹ. Financial Times hôm 21 tháng 4 cho biết số lượng nhân viên công ty Deloitte bị sa thải sẽ cao hơn trong các lĩnh vực như kinh doanh tư vấn tài chính, lĩnh vực chịu tác động khi hoạt động mua bán và sáp nhập bị thu hẹp. Trong thông báo gửi cho Reuters, công ty Deloitte cho biết, các doanh nghiệp tại Mỹ cần có nhu cầu cao đối với dịch vụ kiểm toán của công ty. Tuy nhiên, khi kế hoạch tăng trưởng của một số hoạt động được hoạch định với tốc độ vừa phải, việc cắt giảm nhân sự là cần thiết vào thời điểm này. Reuters cho hay trong những tháng gần đây, làn sóng sa thải đã diễn ra ở một số công ty tài chính của Mỹ, bao gồm các ngân hàng lớn ở phố Wall, các nhà quản lý tài sản và các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, khi áp lực kinh tế vĩ mô gây sức ép lên người tiêu dùng và làm giảm nhu cầu đối với một số lĩnh vực kinh doanh. Được biết công ty Deloitte là một phần của bộ tứ công ty kiểm toán nổi tiếng thế giới, gồm có Ernst Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers. Vào đầu tuần, đối thủ của Deloitte là Ernst Young cũng cho biết là xe thải 5% nhân sự tại chi nhánh ở Mỹ, chưa đầy một tuần sau khi kế hoạch chia tách bộ phận kiểm toán và tư vấn bị thất bại. Thưa quý vị, trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Russia 1, Phó Thủ tướng Nga cho biết là quốc gia này đang chuyển sang sử dụng đồng nội tệ khi giao thương trong lĩnh vực năng lượng. Đài ATI hôm 22 tháng 4 dẫn lời phó thủ tướng Alexander Novak cho biết hầu hết các giao dịch đã được thực hiện chủ yếu bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng rúp của Nga. Theo đó trong tương lai Moscow dự định từ bỏ hoàn toàn đồng euro và đồng đô la khi giao thương trong lĩnh vực năng lượng. Đề cập đến những hạn chế về kinh tế do các biện pháp trừng phạt từ phương Tây, ông Novak cho biết giờ đây Nga hầu như chỉ sử dụng đồng nội tệ và các hoạt động giao thương đang thay đổi theo hướng giảm sử dụng đồng đô la và đồng euro. Hiện tại các đối tác ở Trung Quốc thanh toán tiền mua khí đốt và dầu mỏ bằng đồng nhân dân tệ hoặc đồng rúp để đáp ứng sự phát triển đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga, cần xây dựng cơ chế để thanh toán bằng đồng rúp trong thời gian tới. Đây là cơ sở để gia tăng tỉ trọng sử dụng đồng nội tệ trong hoạt động giao thương. Ông Novak cho biết thêm, theo ATI từ năm trước, Nga đã gia tăng đáng kể việc sử dụng đồng rúp trong hoạt động thương mại. Nga tuyên bố đồng euro và đồng đô la là những ngoại tệ không đáng tin cậy và hạn chế sử dụng hai đồng tiền này khi giao dịch với các đối tác nước ngoài. Tỷ phú Jack Ma, người sáng lập gã khổng lồ công nghệ Alibaba, vừa được phong làm giáo sư danh dự về kinh doanh tại Đại học Hồng Kông. Việc bổ nhiệm diễn ra vài tuần sau khi tỷ phú này trở về Trung Quốc. Hai năm qua, ông sinh sống tại nước ngoài do cuộc chấn áp của chính phủ đối với ngành công nghệ. Đại học Hồng Kông hôm 21 tháng 4 thông báo ông Ma được trao chức danh giáo sư danh dự của trường. Họ hoan nghênh việc ông Ma liên tục chia sẻ với cộng đồng những kiến thức và kinh nghiệm phong phú về đổi mới và phát triển doanh nghiệp. Trường cũng thông báo ông Ma đã nhận lời tới đây giảng dạy khi sắp xếp được thời gian. Giáo sư danh dự được trao cho tỷ phú Jack Ma là thương hiệu có nhiệm kỳ 3 năm, sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2026. Năm 2018, Đại học Hồng Kông cũng trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông Ma. Quỹ Jack Ma, một tổ chức từ thiện do tỷ phú này thành lập năm 2014, nói với báo chí rằng sau một thời gian gián đoạn với giáo dục, ông Ma mong muốn được trở lại cuộc sống cùng các bạn sinh viên. Ông Ma trước đây dạy tiếng Anh trong 8 năm tại Đại học Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc, trước khi thành lập Alibaba. Ngày 22 tháng 4, Ấn Độ đã phóng thành công một tên lửa mang theo hai vệ tinh của Singapore vào không gian từ sân bay vũ trụ của nước này ở Sriharikota. Theo Reuters, các vệ tinh nặng khoảng 741 kg và 16 kg. Theo Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ, ISRO, vệ tinh Teleos 2 sẽ được sử dụng để hỗ trợ những yêu cầu về hình ảnh vệ tinh của nhiều cơ quan chính phủ Singapore. Trong khi vệ tinh thứ hai, Lumelit, nhằm mục đích tăng cường về an toàn hàng hải cho đảo quốc, cũng như mang lại lợi ích cho cộng đồng vận chuyển toàn cầu. Giám đốc ISRO Sumanath cho biết là vụ phóng đã chứng minh khả năng của phương tiện phóng vệ tinh C-55. Những năm qua, Ấn Độ được biết đến là nhà sản xuất các vệ tinh chụp ảnh trái đất và khả năng phóng chúng vào quỹ đạo thấp với chi phí thấp hơn các cơ quan phương Tây. Thưa quý vị, một chú chó robot của công ty Boston Dynamics đang thực hiện một công việc rất thú vị khi giúp các nhân viên bảo trì của Pháp kiểm tra và sửa chữa hệ thống tàu điện ngầm hàng trăm tuổi tại Paris. Được biết chú chó có tên gọi là Persvan sẽ được cơ quan quản lý giao thông vận tải Paris sử dụng trong những tháng gần đây để kiểm tra từ 75 đến 100 công trình dân dụng dài 13 km với chiều cao trần hạn chế. Reuters cho hay với cân nặng khoảng 40 kg và chiều cao dưới 1 m, Persvan có thể hoạt động linh hoạt và kiểm tra cả các khu vực nguy hiểm, khó tiếp cận. Ngoài ra, để thu thập dữ liệu nhiệt và hình ảnh chính xác, chú chó robot trị giá 110.000 đô la được trang bị thêm một camera 360 độ với cảm biến hồng ngoại. Về phương thức làm việc của Peshvan, thanh tra cơ sở hạ tầng William Nielsen cho biết các bệ bên dưới đường ray thường cao khoảng 1,6 mét, trong khi chiều cao thông thường của các nhân viên là 1,8 mét. Nếu các nhân viên thực hiện công việc kiểm tra sẽ phải cúi lưng suốt quá trình làm việc, Do đó các nhân viên bảo trì gửi chú chó robot vào và nhận hình ảnh quan sát về thiết bị đầu cuối. Cứ như vậy các nhân viên có thể xem được cấu trúc đến cuối đường hầm mà không cần phải đến tận nơi. Thanh tra William Niesheron cho biết thêm. Theo Reuters, chú chó robot được sử dụng khoảng 2 lần một tháng và cơ quan quản lý giao thông Paris đang có kế hoạch trang bị thêm cho chú chó một mô đun quét laser tự động để khảo sát về cấu trúc dưới lòng đất. Được biết, mạng lưới tàu điện ngầm ở Paris là một trong những mạng lưới giao thông lâu đời nhất được xây dựng từ năm 1900. Đây cũng là hệ thống giao thông lớn nhất châu Âu với chiều dài 220 km, 308 nhà ga và chuyên chở 16 triệu lượt khách mỗi ngày. Để ngăn ngừa những sự cố có thể xảy ra, nhân viên bảo trì hệ thống phải phân tích tình trạng chung của mạng lưới giao thông ngầm, bao gồm hàng nghìn điểm kiểm tra trên đường ray, đường hầm, bến tàu phụ, cầu và cầu cạn. Ý ngày 21 tháng 4 đã thể hiện màn trình diễn thiết bị bay không người lái với chủ đề là Human Lens trên đấu trường La Mã, tranh tài với các nước ứng cử viên khác nhằm giành chiếc vé đăng cai hội trợ thế giới Expo 2030. Mời quý vị cùng thưởng thức màn trình diễn đặc sắc sau đây. Màn trình diễn thuật lại quá trình phát triển của thành trôm và nhu cầu đặt con người vào trung tâm. Có tới 500 thiết bị bay không người lái đã diễn ra bên trên đấu trường La Mã, tạo hình các di sản văn hóa của Ý như danh họa Leonardo da Vinci, các ví dụ hình học, hình ảnh trừu tượng. Hội trợ Thế giới Expo 2030 là sự kiện toàn cầu quy tụ hàng triệu du khách tại thành phố Đăng Cai. Quốc gia tổ chức hội trợ 2030 dự kiến sẽ được bầu vào tháng 11 năm 2023. Trôm hiện đang đối mặt với sự cạnh tranh từ Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc và cả Ukraine. Vào tháng 7 năm 2022, nhóm nhạc đình đám BTS được chỉ định làm đại sứ chính thức cho Hàn Quốc nhằm tranh chiếc vé đăng cai hội trợ tại thành phố Busan. vô số đàn chim di cư đã tập trung tại thành phố dinh khẩu tỉnh liêu ninh phía đông bắc trung quốc vào mỗi mùa xuân trong những năm qua đó là nhờ nỗ lực không ngừng của chính quyền địa phương nhằm cải thiện môi trường sinh thái nằm ở phía bắc vịnh bột hải dinh khẩu là điểm dừng chân quan trọng của các loài chim di cư trên đường từ đông á đến úc Khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 hàng năm là mùa cao điểm của các loài chim nước, chúng dừng chân ở vùng đất ngập nước trong thành phố Dinh khẩu trên hành trình di cư vạn dặm. Cứ đến thời điểm này trong năm, thành phố lại chứng kiến cảnh tượng hàng nghìn, hàng vạn chim chóc tụ họp, giống như những làn sóng nhấp nhô trên bầu trời. Một nhiếp ảnh gia họ Lý nói với đài CCTV: "Tôi đã chụp ảnh chim di cư suốt hơn một thập kỷ và cảm thấy điều này thật tuyệt vời. Những loài chim quý hiếm rất nhạy cảm với môi trường, nhưng nhiều loài đã sinh sống và sinh sản ở vùng đất ngập nước của Dinh khẩu." theo cctv nhờ nỗ lực của chính quyền địa phương để khôi phục môi trường sinh thái của vùng đất ngập nước trong vài năm qua ngày càng có nhiều loài chim di cư đến dinh khẩu nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình di cư xuôi về phương nam so với những năm trước mùa di cư năm nay của chim lariten họ mòng biển và anatiden họ vịt đến sớm hơn số lượng loài chim di cư cũng tăng nhẹ vào năm nay trích lời lusha phó giám đốc bộ phận bảo vệ động vật hoang dã thuộc sở lâm nghiệp thành phố dinh khẩu những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại